Sử Gỗ Gia Gốc Mộc Nam Huy xin chào. Vâng, hôm nay Mộc Nam Huy sẽ chuyển đi một chiếc tủ áo chất liệu gỗ hoa đỏ và hai chiếc kệ tivi chất liệu gỗ hoa đỏ. Tất cả các sản phẩm này được làm bằng chất liệu gỗ hoa đỏ hết tự nhiên 100% và không hề pha tạp với bất kỳ một loại gỗ nào khác. Hai chiếc kệ tivi với mặt ván dày liền nguyên khối 6 phân, các cái phần chân nguyên khối đặc 8 phân và bông vân cây tuyển chọn rất là đẹp, rất là kỹ. Từng đường nét từng bông vân hoàn toàn là tự nhiên 100%, rất là đẹp. Đây là chiếc kệ tivi có giá là 13 triệu và một chiếc tủ áo có giá là 24 triệu. Tất cả độ bông vân cây hoàn toàn là tự nhiên và là tuyển chọn. Các cái sản phẩm này được Mộc Nam Huy gia công rất là kỹ lưỡng, chắc chắn các cái độ bông vân đều là lựa tự nhiên hết. Các cái mặt bao lô trong hoàn toàn là liền nguyên tấm, không chắp ghép. Quý khách có nhu cầu cho sản phẩm này vui lòng liên hệ với Mộc Nam Huy qua số điện thoại 0948 086 889 và một số nữa 0961 989 990. Cảm ơn quý khách đã xem video này của Sưởng Gỗ Mộc Nam Huy.